Chào bà con, chào các bạn nha. Những heo này là heo của mình, hôm qua nó bị ói nhiều nè, hôm nay nó hết ói rồi nhưng mà nó chưa có ăn, nó chưa có ăn, cũng còn sốt, ói nó không tiêu quá, nó ói ra thức ăn thôi. Bữa nay mình lại xuống tiêm thuốc thêm, hôm qua mình cũng tiêm thuốc mình làm liếc rồi đó bà con các bạn. Này mình tiêm thuốc thêm rồi mình pha nước biển khô cho nó uống, không ăn không uống gì hết. Để hôm qua bữa nay con nói này là bà con, con nói này các bạn, cũng còn bóng mượt. Nước này nước uống bình thường của mình nha, nước uống bình thường, rồi nước biển khô nè, Rogason, nước biển khô. Đó, mình pha một nước biển khô này với khoảng lít nước đi, thì nhiều cũng không sao, ít cũng không sao đâu. Mình pha vô cho heo nó dễ uống. Cái này nước biển khô thì thành phần của nó là đường gluco với muối natri á, đường với muối thôi, gluco với muối thôi, không có gì đâu. Mình cho con heo mình nó uống để chi, để nó thứ nhất là nó bù nước, bù chất điện giải, thứ hai là nó sẽ làm cho con heo mình nó khỏe lên. Nó không bị mất sức, tại vì nó không có ăn, mới đẻ ra mà nó ăn rồi nó ói, rồi bây giờ nó nghỉ ăn luôn rồi, nó không ăn nữa, nó sợ ghê rồi, không ăn. Heo con, heo con nó đói bụng, nó muốn đòi ra. Heo con bữa nay thì mình cho nó bú sữa thêm các bạn ơi, muốn phá chuồng đòi ra nè, bây giờ mình cho nó bú sữa thêm. Bú sữa thêm với heo mẹ nó. Chứ không ăn gì đâu có sữa gì đâu. Mình đổi vô thao này cho nó uống nè và các bạn. Biết nó uống không nữa nè. Hôm qua tới giờ á, đổi cho nó uống là nó hắt đỏ không à. Nó không uống. Nhưng mà hôm qua thì không có nước biển, rồi cũng chưa có dám cho uống nước dừa nữa, hôm nay mới cho uống nước dừa nha. Nhiều bạn nói nước dừa uống sang, mình không chịu uống này nè. Mình coi uống không. Đó, uống các bạn ơi, cái mặn mặn ngọt ngọt nó uống. Uống gì đó. Đổ hết. Nghĩ vậy hả? Uống miếng đi. Chiều chưa chặt nước dừa cho uống nha. Mò không vậy? Con này có nước dừa là nó uống các bạn. Mai chiều nay chưa chưa đi mình hãy cho nó uống nước dừa. Ăn sớm quá lạnh bụng nó ói nè. Chưa muốn uống các bạn ạ. Giấu mỏ luôn. Nè, uống miếng nữa đi. Uống gì muốn ói không vậy? Giỏi quá ta. Nó uống muốn hết rồi nè các bạn. Ăn nguyên cái thau luôn đi nha. Uống xong rồi muốn ói không vậy? Cái thuốc rồi hết rồi mà ói gì?
nó khô cổ đó các bạn, tại vì nó ở đây cũng không có dồi nước nữa, mình đổ nước vô máng thì nó không uống, nó lạnh không thì nó không uống, nó lạnh không đem lại, hôm qua vợ mình đem lại nó cũng hắt bỏ nữa các bạn, giờ uống được như đó là quý rồi đó. Nó uống được miếng này còn miếng để hồi chiều mình chưa mình cho nó uống thêm, để ở đây đi. Rồi giờ tiến hành mình chích thuốc luôn đi, mình chích thuốc buổi sáng luôn đi các bạn. Đây hôm nay đổi thuốc thì cũng phải chích một liều Vimilin Bet này. Vimilin Bet là nó trị về cái đường ruột và đường hô hấp luôn. Đó, cho heo nái cái kháng sinh phổ rộng thì mình chích cho heo nái cái loại này để nó có bị viêm ruột nó không có ảnh hưởng nha. Đó. Tức là ối thì dĩ nhiên là do cái hỏng tiêu là bao tử đúng không, thì mình ngoài cái chích những cái thuốc hôm qua em có làm cái clip rồi đó thì mình chích thêm thuốc này nữa. Rồi có hơi sốt chích Fagavet luôn, đó, tức là Fagacetamol đó, chích Faga để hạ sốt cho nó. Thì thằng này chích khoảng 5C thôi, chích 5C, thằng này 5C, thằng này 5C nữa là 10C, mình rút chung một ống thuốc mình chích nha bà con. Thì cái thằng Faga đó là chích nó nhất nha, nên là mình chích phải ít thôi, không cần chích nhiều. Chích rồi chích là phải pha với cái loại thuốc khác để cho nó loãng thuốc ra. Thôi pha ra mình chích dở nhất nè, nhưng mà nó giảm sốt rất là hay, hay hơn thằng Anagin nữa. Đây mình đã cộng chung hai loại thuốc xong rồi nè các bạn. Thì bà con lưu ý một điều, khi mà mình cộng thuốc thì thuốc nó không kết tủa nha, không kết tủa, không chuyển màu là mình chích được, còn kết tủa chuyển màu là không được nha. Là chứng tỏ là nó đã phản ứng hóa học rồi, là thuốc đó không nên chích. Và bà con lưu ý là nên chích đơn nha. Chích từng cái, còn những cái nào mà em có chia sẻ em đã có thử rồi, em có chích rồi thì bà con cứ chích theo em là được nha. Tức là cộng thuốc thì lưu ý là thuốc nó vẫn là ra thuốc màu nào nó ra màu đó là mới đúng nha. Chích hết bệnh nha. Làm gì quạo? Nay nó sợ chích rồi các bạn. Rồi tiếp tục thêm một mũi nữa, chích thêm một mũi nữa. Rồi mày để đây đi. Rồi chích thêm một mũi bồi dưỡng nữa nha các bạn. Canxi magie B6 mình cộng chung với thằng này luôn, ADAB Complex nha. Rồi giờ em cộng chung làm chích nha. Rồi canxi magie B6 với ADAB Complex. Rồi thì cộng thêm thằng Amoc này luôn bà con. Amoc này em cộng vô khoảng 3C thôi. Thì cái thuốc em đã cộng rồi nè. Mà không kết tủa không gì hết nha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình tiêm cho nó. Ăn cái nồi dẻ luôn đi. Ăn thì chưa ăn. Dẻ phá. Chích mũi nữa nha. Đáng chịu nha. Rồi. Chích khỏe để cho có sữa cho con bú. Nghe không?
ăn vậy mới được. Nó có sữa cho con bú chứ. Nghỉ rồi, không chích nữa đâu. Cái này là cháo nè các bạn. Cháo à. Mẹ mình với vợ mình để xuống đây để hâm cho nó ăn đó, mà nó không ăn. Nó nấu cháo vậy nó gì đó. Mà cưng vậy đó mà không chịu ăn. Rồi thôi mình kết thúc video ở đây nha. Vệ sinh cái này nó mới đi nè. Ăn ở đây nè. Yeah. Nằm đi. Nó sốt kìa. Sốt cũng nhẹ nhẹ các bạn. Thì tại vì con này lý do là nó đẻ con mà nó con móc rất là lâu luôn. Con nó chết mà nó quặm cái đầu nó vô vậy nè các bạn. Tức là nó đưa cái mỏ nó xuống á, mình lấy cái mỏ lên không được. Rất là lâu luôn con đó mình móc khoảng nửa tiếng đồng hồ á. Móc ra là tay chân là nó rung hết luôn á. Nên là nó cũng ảnh hưởng là một phần nữa là nó ăn và nó bị trúng. Trúng ối hôm qua dữ lắm luôn. Ối hôm qua mà mình đi làm rồi mình mới tiêm thuốc sao đó, về tiêm thuốc rồi nó cầm ối được rồi nó hết. Nếu không có tiêm thuốc thì mệt lắm ạ. Rồi thôi mình kết thúc video ở đây nha. Chúc bà con các bạn buổi sáng thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nha.